Căn nhà nhỏ trong khu đô thị Pháp Vân, Hà Nội, gần 4 năm vắng bóng tiếng cười, tiếng khóc trẻ thơ, bỗng nhiên trở nên khác biệt. Ngày đón hai thiên thần bé nhỏ chào đời, chị Dung không giấu được niềm hạnh phúc. Tính đến hôm nay, hồ sĩ Hoàng Hải và hồ sĩ Hoàng Đức được 21 ngày tuổi. Hai bé ra đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm từ tinh trùng của chồng chị, đã mất cách đây 4 năm. Đó là kết quả của một tình yêu đẹp. Cái lúc mà mình có bầu và lúc sinh được hai cháu, mẹ chọn con vuông ấy, thì chỉ biết là đã tỏa nguyện. Tức là cái ước muốn của chồng mình và của mình đã được thành công như ý muốn. Thế là mình chỉ biết là như thế thôi. Dù rất khó khăn, nhưng quyết định của chị đã được hai bên gia đình ủng hộ sau rất nhiều lần thuyết phục. Mừng là cháu nó là thụ thai được, nhưng mà lo cái điều kiện kinh tế và hoàn cảnh của nó thì tôi cũng lo, cũng thương cho nó. Về con Dung thì tôi chỉ vừa kính nể và phục hắn thôi, vì tôi khuyên hắn đi lấy chồng mà nó không đi. Ngày 20 tháng 3 năm 2010, anh Ngọc, chồng chị Dung, đã tử vong trong một tai nạn tàu hỏa. Một quyết định không hề đơn giản. Chị đã yêu cầu bác sĩ kịp thời lấy và lưu trữ tinh trùng của chồng để giữ đúng lời hứa, sẽ sinh cho anh hai mặt con. Sau ca tai nạn 5 tiếng, tinh trùng của nạn nhân đã được lấy và bảo quản tại Ngân hàng Tinh trùng của Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội. Đáng nói, chất lượng tinh trùng đều rất tốt. Cách đây gần 1 năm, theo đề nghị của chị Dung, bệnh viện đã thực hiện cấy phôi được nuôi từ tinh trùng của người chồng quá cố. Cái trường hợp bệnh nhân Ngọc đây là một trường hợp đặc biệt. Chúng ta đã biết rằng đã chết rồi 5-6 tiếng đồng hồ rồi mới lấy. Cũng sự may mắn cho người bệnh và thực tế là tinh trùng ấy rất tốt, cho nên nó mới tồn tại được như thế. Cũng theo các chuyên gia hỗ trợ sinh sản, đây là trường hợp thụ tinh ống nghiệm đầu tiên tại Việt Nam mà tinh trùng được lấy từ người quá cố. Thành công này cũng mở ra hy vọng cho một số trường hợp đặc biệt có thể lấy tinh trùng và lưu giữ nếu gia đình có nguyện vọng để thực hiện hỗ trợ sinh sản. Tuổi thọ của tinh trùng trong điều kiện bảo quản tốt có thể lên đến 50 năm. Ví dụ trước xạ trị, ví dụ trước dùng hóa chất, hoặc là trước một lý do nào đó, ngay có chuyện rất đơn giản như trước khi thắt ống dẫn tinh ở Mỹ hay là ở một số nước, người ta cũng bỏ tinh trùng vào ngân hàng để sau này dùng cho nó thuận lợi. Hoặc là một lý do nào đó mà người ta phải đi xa, là vào những vùng nguy hiểm, người ta có gửi tinh trùng vào ngân hàng. Thắp nén hương cho người con trai bạc mệnh, nỗi đau gần 4 năm trước giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai. Nhưng hai thiên thần nhỏ này sẽ bù đắp phần nào những mất mát đó của ông bà Thuận.